Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Hạnh phúc thứ ba. Những kỷ niệm ngọt ngào giờ đã phai mờ. Anh đứng đây trong bóng đêm lạnh lùng. Chỉ còn lại những nỗi đau đớn từ khi em rời xa. Trái tim này tan vỡ trong cơn ác mộng. Anh đã làm gì sai để đánh mất tình yêu? Khi em quay lưng chạy theo hạnh phúc mới, nhưng từng giọt nước mắt như dòng sông đổ xuống đang cuốn trôi hạnh phúc của chúng ta. Anh là người thứ ba trong cuộc tình của em, chỉ là một bóng hình trong quá khứ buồn, nhưng trái tim này vẫn khắc sâu hình ảnh của tình yêu mà em đã từng trao. Những giấc mơ tan vỡ như mây trôi xa, trong tim anh vẫn còn khắc ghi hình bóng em. Nhưng hiện tại là sự thật, anh phải đối diện với việc em đã quên và bước đi theo ai đó. Anh đã làm gì sai để đánh mất tình yêu? Khi em quay lưng chạy theo hạnh phúc mới, nhưng từng giọt nước mắt như dòng sông đổ xuống đang cuốn trôi hạnh phúc của chúng ta. Anh là người thứ ba trong cuộc tình của em, chỉ là một bóng hình trong quá khứ buồn, nhưng trái tim này vẫn khắc sâu hình ảnh của tình yêu mà em đã từng trao. Và dù bao nhiêu lần anh cố gắng quên đi, nhưng hình bóng em vẫn hiện về trong giấc mơ. Nhưng giấc mơ tan biến khi anh mở mắt ra, chỉ còn lại là một trái tim tan vỡ. Anh là người thứ ba trong cuộc tình của em, chỉ là một bóng hình trong quá khứ buồn, nhưng trái tim này vẫn khắc sâu hình ảnh của tình yêu mà em đã từng trao. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút like để không bỏ lỡ những video thú vị khác.